Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán tại cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về rất nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này, lô sản phẩm Samsung S10 5G các bạn nhé. Thì hôm nay nhà mình về rất nhiều màu đấy. Một con đầu tiên này là con màu gold các bạn nhá. Samsung S10 5G là màu gold này. Và con thứ hai này, con thứ hai là con này là con xanh đen các bạn nhé. Con thứ hai là màu xanh đen này. Và con thứ ba đấy. Con thứ ba này, con này là hàng màu đa sắc các bạn nhá. Và con thứ tư này đấy, màu thứ tư, con này là màu xám đen các bạn nhá. Đấy, xám đen các bạn nhá. Các bạn nhìn ngoại hình đẹp chưa ạ? Cái lô này lô này của nhà mình hôm nay thì là lô này thì là lô hàng siêu thị thanh lý các bạn nhá. Đấy. Hàng này là hàng lô này là hàng siêu thị này, thanh lý cho bên mình này. Ngoại hình thì còn rất là đẹp các bạn nhá. Ngoại hình máy này là máy còn bán mới các bạn nhá. Đấy. Ở cái lô này là lô hàng siêu thị, đấy, thanh lý cho bên mình. Lô này thì là hàng khách, thanh lý cho mình là hàng bán mới này. Đấy. Máy có như là người ta để ở cửa hàng bán 7 triệu đến 8 triệu các bạn nhá. Đấy, bày ở cửa hàng bày tủ kính ấy, rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì bọn các bạn khỏi chê luôn. Đấy, nói chung là tất cả đều đẹp như nhau hết nhá. Màu nào y màu đấy các bạn nhá. Màu gold thì đẹp như màu gold. Và màu đen thì xám đen thì xanh đen thì như màu là xanh đen các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Đây ạ, màu rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, lô này hôm nay về thì tuyệt sắc luôn. Thì mình sẽ coi như là tất cả bọn này thì là mình nhập nguyên chiếc của Hàn Quốc về. Về Việt Nam mình còn chưa XT các bạn nhé. Đấy, siêu thị họ bán ra rất là đắt các bạn nhé. Đấy. Và trên thị trường online thì đang bán với mức giá coi như là từ 6 triệu 3 đến là 7 triệu đồng. Nhưng mà yên tâm, hôm nay mình sẽ bán bạn với giá cực kỳ là rẻ. Nên các bạn yên tâm về hàng bên mình nhá. Thì mình sẽ XT cái con đầu tiên này đấy, nguyên tiếng Hàn Quốc luôn. Còn nhập về Việt Nam một chữ XT các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ lắp SIM vào, mình XT, mình test những tính năng coi như là sản phẩm là Samsung S10 5G này. Với mức giá coi như là mình sẽ bán ra cho bạn với giá là cực kỳ là rẻ. Có đáng mua không bạn nhá. Đấy, con này thì là mình sẽ thanh lý cho bạn với giá rẻ hơn iPhone 8 Plus. Nhưng mà đáng mua hơn rất nhiều đấy. Đây, tính năng của nó, tính năng mở khóa này, còn tính năng nhận diện này, khuôn mặt này, vân tay này, mẫu hình này, pin này, rất nhiều tính năng đấy. Con này nó quá nhiều tính năng mở khóa luôn đấy. Khuôn mặt này, vân tay đấy. Tính năng của nó là khuôn mặt, vân tay nhé. Đấy, mình sẽ vào nhập, đã thiết lập xong rất là nhanh luôn. XT rất nhanh, không như iPhone. iPhone mà các bạn reset đi hay lên iOS 15 XT rất là lâu luôn. Đấy, tính năng mở khóa mình sẽ giới thiệu đầu tiên tính năng này. Đấy, có tính năng là khuôn mặt, vân tay. Nếu mà các bạn mà khuôn mặt mà đeo khẩu trang, các bạn thể dùng là vân tay, các bạn ấn vào màn hình này sẽ là mở màn hình các bạn, rất là hay các bạn nhé. Và tiếp theo thì là cấu hình bọn này thì mình sẽ nói sơ qua qua. Và S10 5G này của nhà mình tất cả đều là phiên bản Hàn một SIM một sóng nhé. Đấy, lô này của nhà mình đều là phiên bản Hàn một SIM một sóng. Ở đây thì mình là còn rất nhiều các bạn nhé. Ở đây thì mình còn rất là nhiều, ở đằng kia mình đang sạc một ít nữa. Đấy, nên là các bạn thao lựa chọn sản phẩm là Samsung S10 5G hàng siêu thị thanh lý bên mình các bạn nhé. Đấy, tất cả máy đây. Đấy, máy hàng siêu thị thanh lý nó sẽ là có các cái, các bạn để ý nhá. Hàng siêu thị thanh lý nó sẽ có các cái tem email dán ở đây nhá. Đấy, tem email dán ở máy đây. Mai mình gửi cho các bạn thì mình sẽ bóc ra, mình sẽ vệ sinh đi để cho sạch sẽ các bạn nhá. Đấy. Nhập về lúc nào nó có cái email này. Đấy. Email có như là cái mã vạch theo máy đấy. Đấy, nhập về cái hàng siêu thị. Hàng siêu thị gì họ hàng mà không trốn thuế ấy, thì là mã vạch nó sẽ là khác các bạn nhá. Đấy. Nên các bạn yên tâm, nguyên chiếc từ Hàn về. Đấy, S10 5G này. Phiên bản Hàn, tất cả bản Hàn một SIM một sóng. S10 5G là sẽ không có hai SIM hay sóng các bạn nhé. Và cấu hình con này thì là gì nhỉ? RAM con này là RAM 6GB. À sorry các bạn, là RAM 8GB nhé. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền AMOLED 6.7 inch QHD 2K+. Đấy. Và dung lượng pin con này là pin 4500mAh. Nói chung là pin 4500 các bạn dùng một ngày thì xả thoải mái các bạn nhé. Và con này là chạy chip Exynos là 9820. Chip này gánh game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Chip này rất là cao các bạn nhé. 9820 rất là khủng các bạn nhé. Màn hình con này cực kỳ to đấy. Đáng mua hơn iPhone 8 Plus rất là nhiều các bạn nhé. Thì mình sẽ lắp SIM vào, mình sẽ test tính năng coi như là 5G đấy. 5G, các bạn muốn sử dụng 5G thì các bạn phải SIM của bạn phải 5G các bạn nhé. Và chỗ các bạn cũng phải phủ sóng 5G các bạn nhé. Đấy, mình sẽ test tính năng coi như 5G cho bạn này. Các mạng di động này ạ, nó sẽ có chế độ mạng các bạn nhé. Đây, ở trong đây nó sẽ có chế độ băng tần này, 5G, LTE 3G này. Đây các bạn tắt đi. LTE với cả tự động này, đấy, 3G các bạn nhé. Rất nhiều tính năng các bạn nhé. Đấy, rất nhiều tính năng.
mình coi như sẽ kết nối wifi vào để mình sẽ xem cho các bạn coi như là loa mic hay là loa chuông sản phẩm là Samsung S10 5G này với mức giá là hơn 6 triệu đồng thì các bạn đáng mua, đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Đây thì mình sẽ vào camera, camera thì bọn này chụp rất là đẹp luôn. Đấy, đấy ạ, đấy, chụp ảnh sẽ là chế độ full màn hình luôn này. Đấy, các bạn chọn chế độ full màn hình rất là tuyệt vời các bạn nhé. Có chụp góc rộng, góc hẹp nhé. Đây là toàn cảnh cửa hàng mình nhé các bạn nhé. Đấy, đây là toàn cảnh cửa hàng mình này. Gần các bạn thể qua trực tiếp cửa hàng mình này. Đấy, nhìn các bạn nhìn camera chưa? Nhìn quá sắc nét luôn, rất là trong trẻo các bạn nhé. Nói chung là tuyệt vời luôn. Nói chung đấy, camera trước này rất là sắc nét luôn. Đấy, trên mình là quay iPhone 7 của lớp các bạn nhé. Ở đây là địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán các bạn nhé. À, mình sẽ quay ra đây rõ thì cho các bạn nhìn rõ địa chỉ các bạn nhé. Và tiếp theo mình sẽ test tính năng coi như là xem phim nghe nhạc mà cái màn hình 2K xem phim coi như là cái loa các bạn nghe to các bạn nhé. Cái loa nghe này thì loa nghe kép luôn. Nói chung là cái dòng S của Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Loa cực kỳ to nhá. Đấy, một cái loa bên trên này và một cái loa bên dưới này rất là to luôn. Nhạy lắm, nó dùng này nhạy lắm. Đấy các bạn nghe nhạc không ạ? Nghe nhạc rất to. Đây mình tạm thời đây không lúc cũng dính bản quyền chết các bạn ạ. Tại vì nghe nhạc bây giờ nhạc nó bản quyền ghê lắm. Mình sẽ vào coi như là phim 4K. Ở cái chỗ này thì các bạn gõ vào đây nó sẽ có tiếng Hàn, nhưng mà mình sẽ các bạn xử lý các bạn coi như là cái bộ gõ tiếng Hàn này các bạn nhá. Vào cái mục tìm kiếm là sẽ lên cái bộ gõ mà tiếng Hàn này, các bạn kích vào đây cho mình. Cài đặt cho mình, các bạn chọn ngôn ngữ bàn phím thì mình sẽ coi như là chỉ luôn cho các bạn coi như là chọn ngôn ngữ nhập. Các bạn tắt cái cho mình là từ Hàn đi các bạn nhé. Các bạn sẽ là tìm xuống đây, các bạn tải cho mình tiếng Việt. Tiếng Việt Việt Nam mình lúc nào ưu tiên được xuống cuối các bạn. Nhiều khi Việt Nam nó bà quá các bạn ạ. Đây, mình sẽ tải cái tiếng Việt để về. Đấy, lúc nào mà tiếng Việt mà tải về thành công nhé. Tải về thành công. Tải về thành công thì các bạn có thể là đây. Các bạn chọn English hoặc tiếng Việt đây các bạn. Đây, như này là các bạn tắt tiếng Việt các bạn nhé. Các bạn bật tiếng Việt lên. Mình sẽ tắt cái English đi lên. Đấy, mình sẽ chọn chỉ mỗi ngôn ngữ tiếng Việt để dành các bạn nhé. Đấy, đây, nó sẽ ra coi như là bộ gõ tiếng Việt luôn để các bạn coi như là lựa chọn các bạn nhé. Đấy, ánh mắt, ánh sáng, ánh kim. Đấy, rất nhiều cái bộ gõ tính năng nhá. Đấy là mình các bạn đỡ phải cài coi như là cái phần mềm thứ ba về dùng, nhiều khi nó rất là bất tiện và máy nhiều bạn nó không biết dùng. Đấy, mình chỉ luôn cho các bạn luôn. Và mình sẽ vào coi như là xem phim 4K cho sản phẩm là Samsung S10 này, 5G này, xem là cái màn hình 2K của nó có đẹp không các bạn nhé. Đấy, mình sẽ vào coi như là phim 4K đi. Đây, phim 4K này, video 4K này, các bạn nhìn sắc nét chưa ạ? Đấy ạ. Máy mới lên nó nhiều tính năng quá. Bật lên bật xuống này các bạn nhìn chưa ạ? Con vẹt ra, con vẹt các bạn nhé, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa, mình sẽ tòi luôn vào đây luôn nha. Cái biển nó dễ nhìn. Đấy, các bạn nhìn cảnh không ạ? Đấy, màn hình Samsung các bạn khỏi chê luôn. Nhìn xa không có bộ ánh mờ thì rất là đẹp các bạn nhé. Nói chung là cái màn hình Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Bọn này các bạn mua con này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn các bạn nhé. Đấy, Samsung S10 5G này. Đấy, của nhà mình là hàng siêu thị Thanh Lý này. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Và là trên thị trường thì là mình sẽ nói sơ qua qua về bên chế độ bảo hành và bảo dưỡng bên mình. Thì là tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên các bạn yên tâm mua sản phẩm bên mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và đây là hai số hotline bên mình. Nếu mà bạn nào mà nhắn tin qua Zalo, Fanpage mình không trả lời kịp thì các bạn phải liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình để đặt hàng. Và giờ là mình giờ là việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Đây Samsung S10 5G các bạn ạ. Hàng này thì là mình sẽ nói luôn cho các bạn là hàng này thì là hàng công ty gì nhỉ? Hàng siêu thị Thanh Lý là hàng như thế nào các bạn nhé. Thì là hàng này thì mình sẽ bao cho các bạn coi như là nhiều bạn cũng là thắc mắc, coi như là để cho các bạn tránh các bạn coi như là thắc mắc sản phẩm này là có nguyên zin hay nguyên bản không. Thì mình sẽ bao cho bạn coi như là check hãng luôn các bạn nhé. Đấy, đấy, tất cả sản phẩm là Samsung S10 5G này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là check hãng. Nếu mà mang ra hãng Samsung, đấy, hãng Samsung mà bỏ con này mà không zin thì mình sẽ tặng cho bạn con máy này luôn các bạn nhé. Đấy, đấy, nên là các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm là Samsung S10 5G như mình. Đấy, đấy, nhà mình đủ màu nhá. Thì mình sẽ để tránh cho các bạn coi như là thắc mắc là S10 5G này của mình có zin nguyên bản không. Thì mình cũng là trả lời cho các bạn coi như là câu hỏi luôn các bạn là mình sẽ bao cho các bạn là mang ra hãng check nhá. Đấy, bao cho các bạn coi như là mang ra hãng check. Nếu mà không zin ấy, mình sẽ tặng cho bạn con máy này luôn. Đấy, nếu mà không zin mình sẽ tặng luôn cho bạn con máy này các bạn nhá. Đấy, đấy, cái hàng siêu thị Thanh Lý này. Đấy, hàng siêu thị Thanh Lý cho shop mình này. Đấy, luôn ra được bán cho shop mình các bạn nhá. Nói chung là bao cho các bạn là check hạn. Nên các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm với các bạn nhá.
hoặc là nói chung là bao check hãng này, bao cho các bạn coi như là mời thợ thiện về check. Nếu mà không zin thì mình sẽ tặng cho bạn con máy này luôn. Đấy, đấy, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, nên các bạn yên tâm zin về bên mình luôn các bạn nhá. Về màn hình bên mình thì tất cả màn hình đều đẹp keng các bạn nhá. Tất cả lô S10 5G của mình màn hình sáng đẹp keng luôn. Đấy, đấy, tất cả sáng đẹp keng các bạn nhá. Đây, mình còn rất nhiều màu để các bạn lựa chọn nhá. Đủ màu để các bạn lựa chọn luôn. Đây, máy cũng đẹp keng các bạn nhá. Đấy, hàng này thì là thì nhờ nếu mà shop lớn họ bày ra ở trưng tủ ấy sẽ là bán 7 triệu đến 8 triệu đồng các bạn nhé. Mình nói thật các bạn luôn, đây là mình chia sẻ các bạn luôn. Các bạn nhìn luôn, máy đẹp leng keng sáu beng luôn các bạn nhé. Máy đẹp leng keng luôn, không phải chê luôn. Riêng cái hàng này các bạn nhận không phải chê luôn, mình nói thật với các bạn luôn, bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo luôn. Và giá con này thì là về giá thì trên thị trường đang bán với mức giá coi như là 6 triệu 3 đến 7 triệu đồng. Thì ở shop mình hôm nay mình sẽ thanh lý bạn với giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, ở shop mình sẽ bán cho bạn với giá là 6.200.000 các bạn nhé. Đấy, nếu mà các bạn mang ra hãng, nếu mà các bạn mang ra hãng mà không zin hay là mang ra cửa hàng mà không zin, mình sẽ tặng cho bạn con máy này luôn. Đấy, mình cam kết với các bạn luôn, các bạn như thế vậy nhé. Đấy, Việt Nam nói là làm. Riêng cái hàng S10 5G lô này của nhà mình hôm nay mới về ngày hôm nay này, lô hàng siêu thị Thanh Tỷ Lý này. Đấy, mình sẽ bao cho bạn coi như là zin hãng luôn các bạn nhé. Mang ra hãng check, mang ra cửa hàng check, nếu mà không zin mình tặng cho bạn luôn con máy này luôn các bạn nhé. Đấy, giá chỉ với giá là 6.200.000 và trên thị trường coi như là bán từ 6.3 đến 7 triệu đồng. Đấy, như vậy thì các bạn đã rẻ được, tiết kiệm được là đến coi như là 400.000 và 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, 6.200.000 các bạn nhé. Nói chung là các bạn nhận dòng này khỏi phải chê luôn, quá sướng, tuyệt vời luôn, mua đáng đồng tiền và gạo các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà thích sản phẩm là Samsung S10 5G này các bạn, nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, hỗ trợ rất nhiều tính năng, rẻ hơn iPhone 8 Plus. Những sản phẩm này mà máy đẹp này các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ mà dùng ấy thì cực kỳ là sướng nhá. Quá là sướng luôn. Đấy, hỗ trợ là cổng sạc tai xì và jack tai nghe 3.5 này. Đấy, đến cái tem mình phải che đi này. Đấy, không sợ họ bóc phốt chết nhá. Đấy. Tại vì mình bán hợp lý quá, nhiều shop họ canh tị chết các bạn nhá. Đấy. Cổng sạc tai xì và jack tai nghe 3.5, jack tai nghe này các bạn cắm mic livestream hay là cực kỳ được tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, cắm mic gì nhỉ? Cắm mic livestream hay là mic thu âm cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, Samsung S10 5G. Đấy, bao cho bạn coi như là nguyên zin nguyên bản luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm nhá, bao check hãng, bao check thợ thuyền các bạn nhá. Đấy, ví dụ mà các bạn muốn mua ốp lưng hay là mua cường lực con này thì các bạn mua rất đơn giản thôi. Các bạn có thể lên Shopee này. Đấy, các bạn có thể lên cái ứng dụng Shopee này các bạn nhé. Tại vì các bạn ghi là ốp S10 5G thôi, nó rẻ, nó nhiều lắm. Đây, ốp S10 5G có 29.000 này. Đấy, bạn nào mà nhiều tiền các bạn có thể chọn cái 150.000 đồng này, hoặc các bạn có thể chọn cái 50.000 đồng này, 20.000 đồng. Ốp nó rẻ lắm. Đây, ốp có 19.000 thôi. Đấy, ốp S10 5G có 19.000 các bạn nhé. Đấy, ốp S10 5G rất 19.000. Đấy, các bạn lên Shopee các bạn mua. Nói chung là năm 2021 thì là nhà nhà đặt hàng online, người người đặt hàng online, nên các bạn cứ lên Shopee các bạn mua cho mình nhé. Đấy, cái ốp đen này có 19.000 thôi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Hoặc là bạn nào mà thích ốp trong hoặc là ốp thời trang các bạn thể chọn đây. Ốp thời trang này có 27.000 đấy. Đấy, ốp thời trang S10 5G có 27.000 mà rất nhiều hình thù này. Đấy, hoặc là dán S10 5G hay là dán những sản phẩm khác, các bạn cứ ghi vào dán S10 5G đây. Nói chung là dán S10 5G nó ra rất là nhiều đây. Có 10.000, 22.000 thôi, 22.000 mình dán thôi. Các bạn có thể là ra cửa hàng điện thoại, các bạn nhờ các shop cửa hàng dán hộ cũng rất là được nhé. Đấy, bây giờ là mua hàng online rất là tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, nói chung là lô S10 5G các bạn bỏ tiền ra, các bạn 6.2 triệu các bạn mua đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Đấy, bao cho bạn cũng như là check ở tại cửa hàng và có như là check hãng các bạn nhá, không zin tặng máy các bạn nhá. Việt Nam nói là tạm. Và tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con giá rẻ đấy, qua sản phẩm là Samsung S10. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về mấy mẫu giá rẻ còn lại đấy. Tiếp theo hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung gì nhỉ? Con này thì là đây, con này con Samsung Z5 Prime các bạn nhé. Còn trên tay mình đây sản phẩm là Samsung Z5 Prime, con này là bản công ty này, 2 SIM 2 sóng. Thì là con Samsung Z5 Prime này thì là RAM của nó là RAM 2GB thôi. Bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy, Samsung Z5 Prime đây. Tặng kèm các bạn một cái ốp luôn các bạn nhé. Đấy, Samsung Z5 Prime này tặng kèm cái ốp nha. Con này thì vỏ vẻ còn rất là mới nhá. Tại vì khách dùng ốp ấy, dùng ốp họ rất là giữ, còn rất là mới các bạn nhé. Samsung Z5 Prime này, con này còn rất là mới các bạn nhé. Thì con Samsung Z5 Prime này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé.
Samsung Z5 Prime này mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng bạn nhá. Đấy, 1 triệu đồng. Con này thì là khách dùng cái ốp còn rất là mới các bạn nhá. Z5 Prime 1 triệu đồng cho bạn nhá. Và tiếp theo thì con này thì nhà mình lại về được con này là con Samsung A01 các bạn nhá. Con này là con Samsung A01 này, đấy, con A01 đây ạ. Chả biết cái chỗ mở giới thiệu điện thoại nó ở chỗ nào đây, thông tin điện thoại này. Con này là con Samsung A01 Core này. Con A01 Core này thì nó sẽ là bộ nhớ của nó thì là RAM 2GB này. Đấy. Con này của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này tận là 32GB các bạn nhá. Con này của nó thì là bề hạt tiêu các bạn nhá. Đấy. Bạn nào mà thích nhỏ gọn các bạn có thể mua con này được các bạn nhá. Con Samsung A01 thì con này còn ngoại hình còn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Ba phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì là nó bé bé như kiểu là con Z5 Prime này. Đấy. Nó bé hơn con Z5 Prime một chút các bạn nhé. À nó cũng to bằng các bạn. Nó cũng to bằng con Samsung Z5 Prime này. Thì con Samsung gì nhỉ? Con Samsung A01 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.200.000 nhé. Đấy. 1.200.000. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhá. Đấy, con này bạn nào mà thích nhỏ gọn các bạn có thể là mua con này cũng được nhá. Đấy, các bạn nào mà làm ví dụ một kiểu phụ xây xiếc ấy, muốn trèo ráo cho riếc các bạn mà dùng những con máy nhỏ nhỏ này rất là hay nhá. Đấy. Mà giá thì cực kỳ là rẻ, có 1.200.000 thôi. Đấy. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được con này là con Samsung A10s nhá. Đấy, con A10s thì là màn hình nó to, bự. Đấy, con Samsung A10s này. A10s thì cũng là phiên bản của nó là RAM 2, bộ nhớ trong 32GB sao ấy. Đấy. RAM con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Samsung A10s này thì là màn hình cực kỳ là to, bự, pin thì là cực kỳ là trâu. Con A10s này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1.500.000 nhá. Đấy. Con Samsung A10s này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1.500.000. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con LG V30. Con V30 này thì là gì nhỉ? Đấy, con Samsung V30 LG V30 các bạn nhé. Đấy, LG V30 thì con này mình vừa để bụi mình sẽ lau qua một chút nhá. Đấy, mình vừa để nó hơi bụi một tí nhá. Con LG V30 này thì màn hình rất là đẹp luôn. Chip Snap hình như là 835 hay sao ấy, đúng không? Con này là chip Snap là 835, màn hình là BioLED 2K các bạn nhé. RAM con này là RAM con V30 này là RAM gì nhỉ? RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Thì là tình trạng con này là chỉ là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đây, màn hình con này là sáng đẹp keng luôn. Chỉ tình trạng con nghĩ là nó bị kiểu người ta dùng lâu ngày ấy, người ta bị mòn cái chỗ vân tay này, đâm là sẽ là cái vân tay nó hoạt động rất là kém nhé các bạn nhé. Đấy, chỗ con này coi như là gọi là mất vân tay các bạn nhé. Tại vì người ta dùng kiểu lâu ngày quá nó mòn nhá, kiểu mồ hôi mồ huyết vào ấy thì là bị là tình trạng coi như là mất vân tay đi, mình nó kém nhưng mà mình cho luôn là mất vân tay luôn để các bạn coi như là dễ mua. Thì con LG V30 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, con LG V30 mất vân tay này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 2 triệu đồng. Các bạn mua con nào con này rất ok các bạn nhé, LG V30 đi ạ. 2 triệu cho bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG V30 này các bạn nhé, tại hàng mình sớm nhất. Màn hình 2K, loa cực kỳ là to. Đấy, chip Snap, các bạn mua con này về xem phim nghe nhạc rất là ok các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung Note 9 các bạn nhá. Đấy, Samsung này là Samsung Note 9. Của nhà mình thì con này là phiên bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. Đấy, phiên bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này thì là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này thì là khách của hôm nay thì khách dùng rất là dữ nhá. Có cái ốp là siêu xịn sò luôn các bạn nhá. Đấy. Đấy. Rất là chặt luôn này. Đấy, ốp xịn rất là xịn sò các bạn nhá. Mặt sau thì là khách cũng đã dán hết BBS rồi. Đấy, mặt trước thì con này cũng là khách cũng đã dán cái miếng cương lực hết rồi các bạn nhá. Đấy. Về các bạn chỉ phải dùng thôi. Đấy, mặt trước khách cũng đã dán coi như là cương lực hết rồi. Mặt sau cũng đã BBS rồi các bạn nhá. Con này thì ngoại hình cũng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, con Samsung Note 9 màu bạc. À có soi các bạn con này là màu gì nhỉ? Cà phê các bạn nhé. Con này là màu cà phê là rất là đẹp luôn. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là con này thì là màn hình đẹp keng các bạn nhá. Màn hình con này là đẹp keng luôn. Đấy, màn hình sáng đẹp keng luôn. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.300.000 các bạn nhá. Con Samsung Note 9 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.300.000 các bạn nhá. Tặng kèm với các bạn một cái ốp xịn sò này các bạn nhá. Đấy. 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 Bản Hàn 2 SIM 2 sóng.
Thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục là một con này nữa, là cái con này là cái con Samsung Note 9. Đấy, con Samsung Note 9 này thì mình sẽ thanh lý bảng giá cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Con này thì của nhà mình là phiên bản Mỹ này. Đấy, một SIM một sóng. Phiên bản Mỹ sẽ là chạy một SIM một sóng các bạn nhé. Cấu hình cũng là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Thì bản Mỹ được cái là nó chạy chip Snap. Snap của nó là Snap 845 các bạn nhé. Chip này gành game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, ngoại hình con này cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Đây, khách cũng đã dán con này thì khách cũng đã dán ly lông mặt sau này. Đấy. Mặt trước thì khách cũng đã dán hết rồi các bạn nhé. Mặt trước khách cũng đã dán hết mình dán màn hình rồi. Mặt sau khách cũng đã dán hết màn hình rồi. Đấy, con này chỉ duy nhất là một cái đốm chỗ này các bạn nhé. Đấy. Chỉ duy nhất một cái đốm ở chỗ này thôi. Đấy, một cái đốm ở chỗ này. Đấy. Phiên bản Mỹ nhá, chỉ duy nhất một cái đốm ở chỗ này. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.700.000 đi. Đấy, con lót 9 này. Đốm duy nhất một chỗ này. Đấy. Dùng ok không làm sao cả. Không loang mực hay không chảy mực gì. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.700.000 các bạn nhé. Con Sam này mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 3.700.000 cho bạn nhé. Samsung Note 9 nhá, phiên bản Mỹ. Dòng Note 9 nó sẽ hỗ trợ cái bút các bạn nhé. Đấy, rất là ok luôn. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Oppo A71 các bạn nhé. Con này là con Oppo A71. Đấy, Oppo A71 thì là phiên bản là RAM 2GB này, bộ nhớ trong là 16GB. Con Oppo A71 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1 triệu nhá. Đấy, Oppo A71 này, 1 triệu cho bạn luôn. Đấy. Các bạn mua về học online, chơi game, xem phim, nghe nhạc. Nói chung là xem YouTube bình thường rất ok các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A71 thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng về đi mẫu sản phẩm tại cũ giá rẻ. Thì các bạn ưng là sản phẩm nào với mình các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhá. Đấy, S10 5G các bạn nhá. Các bạn nhìn đi ạ. Máy đẹp leng keng các bạn nhá. Đấy. Bao coi như là zin. Đấy. Các bạn mang ra hạn check các bạn nhá. Đấy, không zin coi như là tặng cho bạn máy luôn các bạn nhá. Đấy. Rất là nhiều màu các bạn nhìn sướng chưa ạ? Nhìn rất là xin nguyên bản các bạn nhá. Đấy. Và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhá.